Chào các bạn, hôm nay rất vui đã gặp lại các bạn tại Nguyên Hồng Audio. Đầu tiên chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và có nhiều may mắn. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn thích thì hãy bấm nút like và chia sẻ để cùng ủng hộ mình nhé. Thì trong video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cặp loa rất là lớn và thiết kế rất là đẹp cũng như chất âm rất là tuyệt vời đến từ thương hiệu Bo. Nó có model là Bo 8.2. 8.2 là một dòng nối tiếp sự thành công của những dòng 4.2 và 6.2 trước đó. Thì nó có thiết kế thùng lớn hơn và có nhiều khác biệt hơn rất là nhiều so với những dòng trước. Thùng nó cao 84cm và chiều ngang lên đến 40, chiều sâu lên đến 24. Thì đây là một kích thước thùng khá là lớn, nó mang hơi hướng giữa loa cột và loa thùng. Thì những dòng loa cột thường cao trên 80cm là người ta liệt kê vào hàng những dòng loa cột rồi. Nhưng mà chiều ngang của loa này thì nó lại giống như một cặp loa thùng. Bo 8.2 nó có thiết kế gồm một loa bát 25cm và hai loa trép nằm trên loa bát. Thì với cái thiết kế này nó cho cái âm hướng của loa nó đi rất là rộng rãi và tiếng bát của nó là rất là ấm và chắc. Thì để ý hơn một chút nữa thì chúng ta thấy rất là nhiều dòng loa bo nó có loa bát không có lớn, chỉ khoảng 25 độ lại thôi. Thì những dòng bát lớn là bà dòng 501 thì bát cũng 25. Thì kế đến dòng 8.2 mình giới thiệu hôm nay cũng là bát 25. Nhưng mà bát 25 của 8.2 nó lực hơn rất là nhiều so với những dòng 501. Và dòng này nó được thiết kế ra sau. Và cái thùng của nó cũng có cái đặc điểm là cái họng nó sâu và cái thùng nó rất là rộng, nó cho cái âm hình của bát nó đi rất là chắc và khỏe. Thì 8.2 nó có công suất lên đến 200W mỗi loa. Và nó nặng 18,5kg. Đây là một thùng có kích thước lớn và cân nặng khối lượng cũng rất là lớn, và cái tiếng bát nó sẽ làm cho cái bát nó chắc hơn và nó ấm hơn rất là nhiều, tại vì cái trong thùng nó có những cái hướng đi của âm thanh nó sẽ đi theo hình dịch dắt, nó sẽ tạo ra cái tiếng bát nó rất là ấm và chắc. Thì thôi, hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút xíu, vậy thôi mình quay phía sau cho các bạn thấy rồi mình test nhạc luôn, tại vì cái thời gian cũng không có được nhiều. Đây là cái phía sau lưng của nó có phía sau lưng chỗ gắn dây loa và bo model 8.2. Và nó có phân biệt left right nha các bạn, đây là left thì bên kia là right. Thùng gỗ bao trùm hết từ trước sau rất là đẹp. Rồi mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử. Trong qua nhiều trái làng bao ý nghĩa.
Ok, mình đã hoàn thành xong bài test đó là bộ 8.2. Thì các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo cái số điện thoại này nhé. Bấm nút đăng ký để có thể cập nhật sớm nhất những video mình ra mỗi ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.